trở lại những party bên đèn nhau. Lâu lắm chúng mình nên được gặp nhau và sẽ được gặp nhau dài dài. Hôm nay sở dĩ chúng ta được gặp nhau là bởi vì có sinh nhật của rất là nhiều người. Người đầu tiên là một cái người trẻ tuổi nhất, đó là ông chủ nhà này, Trung Villa. Quý vị biết ông Trung Villa đó, hồi xưa đó khi mà mới sanh đó là sanh thiếu tháng, nhưng mà nhờ uống sữa voi cho nên gà con thành gà cò. Sang đây thì được lại vợ cho tiếp tục uống sữa voi cho nên bây giờ thì không biết thành gà gì, nhưng mà nếu mà cứ tiếp tục nữa thì lại lên mông đấy. Và hôm nay chúng ta cũng nhắc đến sinh nhật của ba người bạn của chúng ta, đó là chị Quế, chị Dương và một cái người già nhất ở đây nữa là anh Mạc Văn Trọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chợt mong manh như lá phương về xanh ngơ ngác rời đây dáng theo mây cho bóng cây lành gầy cho anh nghe câu nhớ thương tìm cay những ngày đưa chờ đầy người qua cơn mơ trong mắt ngày thơ trong nắng u vương I'm not afraid.
Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời.